Chào buổi sáng tất cả mọi người, thế là lại thứ sáu rồi. Và bây giờ là màn vào đánh thức em sói để hai mẹ con sói chuẩn bị đi nhóm chơi. Em sói sẽ không kịp ăn sáng nữa rồi. Thế nhưng mình mang đồ ăn đi cho sói mà, nên là sói có thể ăn ở nhóm chơi được. Ăn bánh trái các thứ linh tinh ở nhóm chơi thôi. Sau đấy thì hai mẹ con sói sẽ đi trung tâm mua sắm để mua đồ chuẩn bị cho đi biển sáng sớm ngày mai. Vào đánh thức em sói nào. Know that? Morning. Rafi. Morning. Morning. Mẹ lại cứ tưởng là em chưa dậy. Nào, nào, ra khỏi cũi để mặc quần áo nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Nào mẹ cháu cho cháu mặc quần áo nhanh nhanh nào. Tắt về quạt đi. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, ba lô của em sói, đồ ăn của em sói mình đã để vào trong xe, còn mình vừa vào lấy đồ ăn vặt cho mình. Và mọi người nhớ là mình chia sẻ ở cái vlog bầu bí ở thai kỳ tháng thứ tư ấy, mình nói là mình hay mang đồ ăn vặt đi theo để ăn nhâm nhi, ngồi đâu tiện đâu thì ngồi ăn nhâm nhi ấy, tại vì bây giờ rất hay đói mà. Thì hôm nay mình có cơ hội chia sẻ với mọi người, hôm nay mình nhớ để chia sẻ với mọi người về đồ ăn vặt của mình. Thì hôm nay mình mang bánh cookies đi này, với lại mang cái này là mơ khô sấy. Sói chuẩn bị xong rồi nên là đang giục mẹ đấy ạ. Let's go. Let's go. Handy, thế con đi cái xe máy đấy đi nhá. Let's go, hurry up. Nhanh, let's go. Hurry up. Thế con đi cái xe máy đấy đi nhá. Này, đi thôi, mẹ đi đây muộn rồi. Go, go, go. Raphael. Oopsie. Rafi, let's go. Nhanh lên. Nhanh. Nhanh chân lên. Nhanh. Nào bây giờ để xe lại, để lên xe ô tô nào. Có để xe lại không? Nào. Bây giờ nhấc sói ra khỏi cái xe đấy là kiểu gì lại cũng hét lên rồi mà xem. Be careful. Cẩn thận. Hôm nay mẹ cháu đi dép thôi cho nhanh, không đi giày nữa. Nào. Yeah. Hai mẹ con cháu lại đang ở siêu thị đây. Cháu lại đang ăn chuối miễn phí đây. Chica, Nana. Chạy ở nhóm chơi xong đỏ hết cả hai má lên này à con. Mẹ cháu vừa chọn được một quả dưa hấu. Hôm nay thì chủ yếu là mẹ sói sẽ mua hoa quả để mai mang ra biển. Chọn một quả dưa nứt nè. Với dưa nứt thì mẹ cháu đúng là không có khái niệm là chọn thế nào cả. Cứ cầm thấy quả nào chắc tay thích là mua thôi. Còn dưa hấu thì cũng biết gọi là búng búng. Gì nữa con nhỉ? Mua mấy dưa chuột nữa nhá. Dưa chuột đây rồi. Hôm nay kế hoạch là đi nhóm chơi về, mình định là đi ra cái chỗ trung tâm mua sắm Habatom ở xa xa nhà hơn một tí, nhưng mà ở đấy họ có nhiều hoa quả. Thế xong cuối cùng là ngồi nhóm chơi mình buồn ngủ quá, vì sáng nay 4:30 mình đã dậy rồi, còn em sói thì mãi 9:15 chuẩn bị đi nhóm chơi rồi mới dậy. Thế là mẹ buồn ngủ quá là thôi thay đổi kế hoạch, hai mẹ con lại đi cái siêu thị ở gần nhà thôi, vì hôm nay ý định là mình cũng chỉ muốn mua hoa quả để sáng mai mang đi biển ấy. Còn đồ uống thì nhà sói còn rất là nhiều trong tủ, mai chỉ xách đi thôi. Với lại mua một ít bánh mì rồi các đồ làm sandwich mai mang đi để ăn chơi ngoài biển nữa. Hoa quả thì đấy, mẹ sói mua hòm hòm rồi đây này. Một quả dưa hấu, một quả dưa nứt với dưa chuột. Còn gì nhỉ, nhà vẫn còn táo. À, bây giờ thì mẹ cháu sẽ phải ra mua thịt lợn xay. Thịt lợn xay để trưa nay về nấu canh dưa chua hay là nấu thịt rang để ăn với cơm hả con? Với mua một ít rau cải chip nữa nhỉ? Cải thảo hay cải chip hả sói? Cải thảo nhá, cải thảo về luộc được, xào được.
lợn xay này. Ô lấy hai khay đi. Pork mince. Pork. Ta phải say pork. Pork. Pork mince. Cho ăn hết quả chuối rồi đấy. Rồi. Pork. Em sắp vừa nói pork. Pork. Ta phải pork. Pork mince. Pork, pork, pork. Thế nhỉ? Con có thích ăn thịt kho tàu không? Hay là mua thịt để làm thịt kho tàu không khác nhá? Ngay đây thôi, thịt ba chỉ đây. À, hôm nay giảm giá. Giảm giá, giảm giá. Làm một khay vậy. Giảm giá còn có 8 đô 90. Làm một cái khay này về vậy. Chân tay lộn quăng. Đi ra mua rau nhá. Mua rau nhá. Mua cải chảo, cải chảo nào. Rau, rau, rau. Rau, rau, rau. Chít chạp, chít chạp, phít chít chít. Chít 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 chít. Hôm nay nóng con nhỉ. Hôm nay 32 độ. Rất là nóng ạ. Rau củ quả, cải chảo đâu rồi? Cải chảo đây rồi. Cải chảo đây họ chỉ bán một nửa này thôi. Cái này nhìn nó không tươi lắm. Ui. Chả có bó nào nhìn nó tươi tươi rồi con nhỉ. Tôi lấy tạm nửa này vậy. Còn đi ra cái siêu thị mà Habatom đấy thì họ có bán cả cái luôn. Gì nữa? Nhìn thấy gì vậy? Nó như cái gì mà buồn cười thế? Tóc tai ướt hết rồi. Ướt nhẹp vì nóng rồi. À con còn muốn ăn cái gì nữa? What else, Rafi? Nào đi ra mua bánh mì với lại thịt nguội để làm... Để mẹ làm gì nhỉ? Mẹ làm sandwich. Mua dứa nữa này. Mua một quả dứa. Lựu ngon chưa này. Mẹ con mình mua quả lựu về ăn đi. Ôi em sói đi không ăn được lựu rồi. Tại vì là em không biết nhằn hạt. Em không nhai, chưa nhai được hạt. Nên là thôi mua về cho mẹ thôi đã. Hai mẹ con sói mua sắm về đến nhà rồi. Và trời thì rất là nóng. Nên là mình quyết định là về đến nhà, hai mẹ con bây giờ sẽ đi xuống bể bơi. Bơi chơi một lúc sau đấy thì mình cho em sói lên ăn trưa và cho em ấy đi ngủ trưa. Hôm nay mình mua được một món đồ. Chắc là nhìn thấy cái hộp này mọi người cũng đoán ra là cái gì. Đây, mọi người có đoán ra là cái gì á? Đây là cái lịch đếm ngược đến Noel ý. Mọi người nhớ năm ngoái Noel mình cũng có mua không? Đấy, hôm nay mình mua được cái lịch này này. Để bao giờ đợi đến mùng 1 tháng 12 thì bắt đầu sẽ bóc cái lịch này dần dần từ số 1 đến số 20. Mình nghĩ là từ 1 đếm ngược đến ngày 24 là Noel. Yeah. Sẽ bóc. Bây giờ chưa nhìn thấy số 1 đâu cả. Chắc là số 1 giấu đằng sau cái thiệp này. Thì cái này ở trong này nó là sô cô la. Bây giờ phải cất nó vào trong chỗ nào mát mát để nó không bị chảy. Với cái nhiệt độ này thì cái gì nó cũng sẽ chảy. Cất nó lên đây. Còn bây giờ thì mình sẽ thay đồ. Sói đã tự lấy phao và ngồi vào trong phao rồi. Bây giờ mình sẽ thay cho em sói mặc quần vào này xong rồi là xịt chống nắng cho em ý này. Rồi là hai mẹ con mình nhảy xuống bể bơi nhá. Hôm nay mẹ cháu mua chim sâm để ăn trưa với cho hai mẹ con này. Đấy. Với lại sữa của sói thì mình cũng chuẩn bị xong rồi. Đi ra đây mẹ xịt kem chống nắng. Nhanh lên, hurry up, Rafi. Take it, bring it out here. Bring it out here. Come on. No, bring it. Bring the ring. Con phải mang cả cái này ra đây nữa. Nhanh nhanh nhanh. Mang cả cái này ra đây. Let's go. Let's go. Let's go. Đi ra đây. Nhanh. Ra đây mẹ mặc quần bơi cho nào. Cái quần bơi này là quần bơi mua cho em sói từ năm ngoái. Hy vọng là vẫn vừa. Con cầm ra ngoài đi. Let's go. Hurry up. Ui.
ơi, vì không có ba cháu ở nhà nên là không có ai vlog hai mẹ con dưới bể bơi được. Mẹ cháu mặc quần bơi với xịt kem chống nắng vào cho cháu đây. Yeah. Ready? Yay. Con cầm lấy. Thôi đi ra đây, đi ra đây nào. Cháu bơi rồi, cháu tắm rồi, cháu ăn trưa rồi. Bây giờ cháu đi ngủ đây. Mẹ cháu cho cháu mặc bỉm ngủ cho nó mát. Nhanh nhanh nhanh. Come on, let's go. Hurry up. Line your spot. Line your usual spot. Nào, nằm lên cái chỗ quen thuộc của con à. Nhanh lên. Đâu chỗ quen thuộc của con đâu? Đây. Lên đây, giọng đấy là giọng sữa đấy ạ. Giọng nhè. Giọng nhè của cháu là giọng sữa đấy. Come on. Come on, Rafi, hurry up. Car. Con mang cái xe ô tô rồi ra đây. Đây, con nằm lên đây. Ui, nhanh, nhanh, nhanh. Hurry up. Lie here. Nằm xuống khẩn trương. Đúng rồi. Nhầm nhầm. Ui, để mẹ xem nào. Mẹ vặn lại cái bình sữa đã nào. Được rồi. Bây giờ cháu đi nụ chua đây. Mẹ con cháu hẹn mọi người buổi chiều nhá. Yeah. Mẹ cháu bật quạt trần cho mát đây. Nằm. Hạ cái chân xuống, cứ phải cho cái chân lên đây làm gì hả con? Hạ cái chân xuống khẩn trương. Tưng tư rừng tư rừng tưng 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 tư rừng tưng 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 tưng. Con bỏ ô tô rồi sang một bên đi, mẹ tắt tiếng đi nhá. Để cho nó đỡ lằng nhằng. Tắt tiếng đi. Đấy, cầm chơi nhưng mà không có tiếng. Cho dễ ngủ. Đúng rồi, con nhắm mắt ra. Nhắm mắt, close your eyes. Hay mẹ hát Twinkle Twinkle Star cho nhá. Twinkle Twinkle Little Star. Em sói đều lắm. Cứ nằm xuống thôi mẹ bảo mẹ hát bài đấy cho là mắt giả vờ nhắm nhắm lại chứ buổi tối ấy. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Nhắm mắt lại à? Up above the sky so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Nhắm mắt nào. Nhanh, khẩn trương. Mẹ cháu cũng nằm nghỉ ngơi và ngủ đây. Bây giờ hai mẹ con sói sang bên nhà ông bà nội chơi đây. Nhanh lên, con đi đi. Con biết đường sang bên nhà ông bà rồi mà. Let's go, Rafi. Go. No, dirty, yucky. Let's go. Hurry up. Go. Mommy, go first. Hi. Come on. Nhà bác Ruthie đang ở đây này. Nhanh, nhanh, nhanh. Hurry up, Rafi. Đi đâu cũng phải mang ô tô theo. Ok. Go, go, go. This way. This way. Quick. You need to be quick. One. Good boy. You know where to go, right? Mẹ cháu đang ôm cái đống khay này nên là mẹ cháu không dắt tay cháu được. Cẩn thận nhé. Be careful. Tulip. Hi dad. Hi papa. Mình cứ tưởng là nhà chị Ruthie ở đây nhưng mà không phải. Xe của cái người gara đến xem xe cho ông nội. Xe ông nội bị xước chỗ nào ấy. Bây giờ mẹ cháu sẽ ngồi đây chit chat với bà nội một tí. Rafi, do you want cucumber? Mommy clean it for you. Mommy wash, give it a wash for you. Yeah? Do you want cucumber? Or you watching tele? Watching cartoon? Ba sói hôm nay về hơi muộn một tí. 7 giờ ba sói mới về đến bến tàu. Bây giờ là 6 rưỡi. Mình đang chuẩn bị cắt dứa để tối nay mình làm
bún canh thịt dưa chua. Còn ba sói thì muốn ăn đồ Ấn Độ thì mình cũng đã gọi đồ Ấn Độ cho ba sói rồi. Đón ba sói về cái là hai vợ chồng xuống dưới đấy, lấy đồ đã gọi. Sau đấy thì về nhà mình sẽ bắt đầu nấu canh dưa chua để ăn với bún. Nấu canh dưa chua nhanh mà. Với lại em sói thì có thể ăn bún với mẹ hoặc là ăn đồ Ấn Độ với ba. Thì sói sang bên nhà bà lại mang cái ô tô gỗ kia về rồi. Cháu mang về này, cháu chơi này. Xong hôm nào sang bên nhà bà chơi cháu lại thả đấy. Xong cháu cứ đổi đi đổi lại thế thôi. Nhưng mà mấy cái ô tô của sói mà sói biết là của sói ấy, thì là y như rằng đi đâu cũng phải mang về, chứ không bỏ lại đấy. Còn mấy cái ô tô mà bà mua, cái đồ chơi bà mua để bên nhà bà để thi thoảng sói sang chơi ấy, thì sói biết là sang đấy chơi này, cầm về chơi xong lại mang sang trả bà con nhỉ. Thì có khi tối nay nhà cháu lại xuống dưới bể bơi. Nếu mà nóng quá là nhà cháu lại xuống dưới bể bơi ngồi chơi với nhau con nhỉ. Ba lại uống bia bia bia. Ơi, cháo dày cháo dép ra. Thôi mẹ cháu cắt dứa đã nào. 6:30 rồi. Hai ba con ăn tối xong rồi. Bây giờ hai ba con cháu đang ngồi để xem Obama, những hình ảnh cuối cùng của Tổng thống Obama. Còn mẹ cháu thì đang chuẩn bị ăn bún canh chua đây. Sau đấy thì mình sẽ phải chuẩn bị đồ để ngày mai cả nhà mang đi picnic. Đây là cái túi trữ lạnh để mang đồ đi picnic này. Cái này mình mua từ hồi hai vợ chồng còn chưa có em sói cơ. Hai vợ chồng hồi còn yêu nhau cơ. Và mới chỉ dùng được khoảng hơn chục lần gì đấy. Đại loại là cứ đi biển, cuối tuần đi biển thì là mang đi. Trông nó thế này thôi nhưng mà nó rộng lắm mọi người nhìn này. Nó có cái lớp bạc này bên trong để giữ nhiệt. Ví dụ như là mình muốn cái đồ mát mát ấy, mình giữ ở trong này này, để một lớp đá, sau đấy thì mình để đồ ăn, hoa quả các thứ ở đây. Đấy, rồi có cái ngăn này và có cái quai sách. Nhưng mà phải đóng cái này lại thì mới bật được cái quai sách lên đây. Và sách đi. Đấy, thì là ngày mai nhà sói sẽ đi biển sớm. Úi, ba sói đang cởi trần. Biết mọi người nhìn thấy không? Đại loại là ngày mai thì nhà sói sẽ đi biển sớm. Vì thế mà bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị các thứ để mai mang đi. Và mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người vlog tiếp theo. Và một số bạn có để lại comment là ba sói trông già đi là đúng rồi. Bởi vì ba sói đang để râu, đang để ria mép mà mọi người có để ý không? Ba sói mắc cạo ria mép đi thì trông lại khác hẳn ngay. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nhé. Bye.